kênh của Lên Tài TV nha. Ngày mới tại chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều mấy nhiều niềm vui. Hôm nay trải nghiệm tiếp tục ra biển, chắc đem một bữa gần gần cả nhà. Hôm nay đi được 3 người cả nhà. Hôm nay có bạn Thông và Giao Lương nữa. Bạn Huy với nha. Huy đồng bạn quá đâu. Huy đang lễ, hôm nay đi mà nghe kêu cái ăn mạnh của Huy đi được nha. Cả nhà nhớ ủng cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem kênh của ta nha. Cả nhà nhớ ủng hộ ta nha. Bây giờ con đã đến trong câu rồi nha cả nhà. Tiếp tục mũi cửa. Hôm nay thì ở trong nằm em đây hơi gió hơi sóng xíu. Làm sao? Đó bộ được tay. Đau luôn. Sao bạn? Bạn thì bạn Thông thì đang vô lưới. Mình thì mình vô luôn. Hôm nay mình câu cần y cái đen nha cả nhà. Hôm nay câu ban rồi cho nên mình câu cần dài. Còn 21 á, còn đây mình mới đặt trên mạng thôi. Mua tầm khoảng 1.7 thôi nha. Còn mấy này nè, cước cử khoảng 300 à. Quá rẻ luôn cả nhà. Mà anh em mới tập câu là câu vô căng. Rồi, hôm nay mình vẫn câu 4 thẻ nha cả nhà. Mùa chủ đạo là mùa ruốc à. Rồi, câu ruốc á. Hai con mới thì như thế nào nha. Hôm nay được cái nó hơi dài chút không, cho nó ngon rồi, không phải cần kia đâu. Ok. Rồi này nha cả nhà. Kè gì đây? Con kè gì đây cá rắp? Được. Quá đẹp. Con đầu tiên nha cả nhà. Rồi. Chào săn bằng Thông nè. Thông. Chào săn. Vào lên cái gì? Kè liệt. Ủa hay dữ không? Bỏ xuống ăn cái liệt không? Kè gì đây? Rồi cái liệt nha cả nhà. Hôm nay mấy anh em đi trễ lắm nha cả nhà. Anh em 1 giờ mấy anh em mới đi. Bây giờ ra vào đây nãy giờ câu chắc được 15 phút rồi ạ. Hoàng xảy cái gì à. Bây giờ 2 giờ kém à. Câu 15 phút à. Tiếp tục lên. Rồi cái sơn tạo. Sơn bạc cố luôn cả nhà con nè. Sơn đây ăn ngon lắm nha cả nhà. Cái ăn mạnh rồi, cái mốt sao á. Ôi, vô móc bánh lái rồi. Ba anh em mới ra ngồi chưa được 15 phút mà cái gì vô ăn rồi. Mong rằng cái gì nó ăn cho có clip hay hay cái nhà cũng thưởng thức. Ăn đâu con à trời. Quàng tiếp tục lên ha. Quàng lên lực bự cái nha. Cái gì trọng các bạn. Ồ cái mốt y vai chính trạng giờ cái liệt kéo ra nha cả nhà. Trời ơi mẹ cái liệt mẹ cái má chút xíu à. Đây thôi nhỏ mình thẻ nha cả nhà, thẻ cho nó lớn ngày mai bốn con coi như mình nuôi vậy á. Về là vô đi. Cái
cái gì chuyện nấu thôi. Chu bánh lái nữa, siêu phẩm bánh lái quàng lên hàng luôn cả nha. Này các bạn, móng xanh đồ quàng lên cái móng này cả nha. Cái gì đây cả nha? Tổng bộ hai con nữa. Wow, quá đẹp. Lực đế nè. Ở dưới là hoàng hậu cho nên màu hồng. Trên hoàng đế dưới hậu. Rồi, quàng lên móng xanh cả nhà ơi. Quá đẹp. Chết tổng các bạn. Wow, tổng wow. Wow, con cái sơn này cả nhà. Tù nhà khủng khiếp luôn mà. Rộng. Quàng lên hàng. Đó. Cái gì? Đồ sơn bự. Ô cái lực đó. Chưa còn đó. Rồi, quàng tiếp tục lên cái liệt. Quá đẹp. Đang lên, đang lên. Cái gì? Cái móng siêu khoảng cái móng lên hàng cái móng cái móng sành nha cả nhà. Đó đẹp. Nặng lắm. Ồ, cái múa rồi cả nhà. Múa đây nhớ vừa thẻ đâu rồi giờ ăn nước không nào. Không múa đây mình thẻ cả nhà ơi, mình không ăn múa đây. Múa đây giờ làm cánh cái là nhất á. Giờ để vô đi em. Phải quay. Giờ là quang ơi. Từ từ. Cái giờ cả nhà ơi. Để đẻ lắm. Quá đẻ cái gì vậy? Y bài. Ở còn cái lửa cũng hoàng sẻ. Quá đẹp. Đó, y bài. Hơn 5 món luôn nha cái nhà. Lên hàng nha cả nhà. Cái gì? Cái gì? Cái sơn. Sơn bự hơn. Wow, chỗ bờ cái sơn không cả nhà ơi. Chỗ bờ toàn cái sơn bầu không à. Rồi giờ cũng gần 5 rưỡi cả nhà. Giờ mấy anh em chuẩn bị dọn đồ về. Nói chung thành quẻ buổi chiều thì cũng được. Tạm ổn nha cả nhà. Đây. Rồi. Đây. Đây là thành quẻ một buổi chiều. À, các đồ em cái gì 6 ngón là phái đâu. Ok, ổn định nha cả nhà. Rồi cả nhà thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà mấy bạn. Bye. Thank you.